sút đầu tiên của Viettel ở trận đấu này là pha dứt điểm từ xa. Đã có một tình huống gây tranh cãi. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Quế Ngọc Hải với pha phạm lỗi đầu tiên. Mà sau đó thì một cầu thủ của Viettel đã có một cú đá đưa trái bóng vào đầu của Văn Quyết, người đã nằm sân sau pha va chạm. Thẻ vàng của Quế Ngọc Hải là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Ta sẽ cùng xem lại tình huống đã dẫn tới chiếc thẻ phạt của Quế Ngọc Hải. Và sau đó là cú đá của Trọng Đại. Ngay lập tức thì các cầu thủ Hà Nội phản ứng với Trọng Đại, người có động tác thứ hai mang tính chất không đẹp mắt cho lắm. Nhưng cũng có thể thấy là phản ứng của Văn Quyết là không quá quyết liệt. Điều đó cho thấy là các cầu thủ đang tham dự ở trận chung kết này đều đang chứng tỏ sự tập trung tối đa cho màn trình diễn của họ trên sân bóng. Hơi khó cho Thành Trung. Đường chuyền từ biên là của hậu vệ Lê Văn Xuân.